Chào mọi người nhé, chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người là mình làm món rất là hấp dẫn luôn nha mọi người. Đó là món tan gà luộc nha mọi người. Mọi người thấy đùi con gà và thân hình con gà nó to không mọi người? Thì mình đã luộc gần chín cái con gà này rồi. Xong rồi mình sẽ làm muối ớt cho mọi người xem nha. Muối ớt là bao gồm ớt nè, có lá chanh trong đó nè, tiêu nè, bột ngọt nè, muối nè. Xong rồi mình sẽ hòa quyện tất cả các nguyên liệu này để mình chấm cho món gà này của mình nha mọi người nhé. Mọi người cũng theo dõi với mình nha, để chúng ta thưởng thức một cái món trời ơi hết sức là ngon. Đây nha mọi người nha, lá chanh. Mình sẽ hái lá chanh để làm giả ớt, muối ớt ăn nha mọi người. Cực kỳ là ngon luôn, cực kỳ thơm ngon bổ dưỡng luôn mọi người. Ăn là nhức nách luôn, nhớ mãi luôn. Có bạn nào sắp ra mắt gia đình nhà chồng thì nhớ làm thử cái món gà luộc rồi ăn chấm muối ớt này nha. Nhớ bỏ thêm lá chanh, hoặc không có lá chanh thì lá bưởi nha mọi người nha, cho nó thơm hòa quyện vào cái mùi, thì đảm bảo là gia đình bên chồng của các bạn sẽ rất là ưng ý với các bạn luôn. Cẩn thận nha, có gai á. Thấy cái lá nào mà còn non mọi người, giả cho nó máu ngon, màu nó. Bạn có thể ở quê mình thì ở dưới đằng sau nhà thì có những cái cây khu, những khu vườn, xong rồi ở dưới nữa sẽ có bờ ruộng nha, mình sẽ quay cho bạn đó, các bạn có thể thấy ruộng nha. Đi lên nhà thôi. Ớt xanh mùa này rất là nhiều. Cây mì nha mọi người. Như nói với mọi người đó, hôm nay nhà mình nhổ mì nha mọi người. Nhổ mì, một cắm mì rất ngon. Mà nhá thì chia sẻ cho các bạn video tiếp theo của mình nhé. Bạn có thể thấy là ớt đây. Rồi ok, xong, dừng. Ok nha mọi người, gà đã sắp chín rồi, thì mình sẽ lật nó nha. Mình sẽ lật cho gà chín. Dương không có phá dương. Dạ. Nóng lắm mọi người ơi. Đây là thành viên Tuấn Duyên. Đây là cái bò ngày hôm qua bọn mình đưa cho các bạn đó. Các bạn có thể thấy luôn. Thì nhà mình hôm nay rất là đông vui luôn. Thì nhà mình nhổ mì mọi người. Đông vui cho nên là làm món gà này đã mọi người ăn. Có thành viên Ý Nguyệt lên đây đấy nha mọi người. Rồi ok, mình sẽ giảm muối ớt nha. Dừng đi. Nha ớt nha. Ớt này nha. Dạ dạ. Dạ dạ con ăn đi chồng. Im lẹo. Im lẹo với cho dì Út quay nha dì. Dưa qua kia lát dì dùng ớt đỏ dưa. Sắc màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ trong tủ lạnh. Ở trên tủ lạnh á. Có tên tủ lạnh, có tên tủ lạnh. Kia đây, ăn bái. Ăn tớ thấy thèm mà. Đó, trong cái thao màu xanh đó dưa. Cái thao màu xanh đó, đúng rồi. Ừ. Lấy cho chị Út trái ớt màu đỏ. Trái ớt màu đỏ, thấy không? Ừ, lấy hai trái, hai là mấy trái. Lấy chị Út hai trái. Bỏ tiêu vô, ngoài mới nổ hả? Ừ, cái này là gì? Cái này nha, đây nha, ớt nha. Ớt màu đỏ, tươi tuyệt rối luôn á, kỳ dai luôn, ăn quá xá đã luôn. Ôi ghê, đừng có lấy nữa.